Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tính tích phân cái cục này. Đối với cục này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Mình sẽ đặt u bằng 2x. Sau đó chúng ta đạo hàm cho hai bên là có du bằng 2dx dv, đó chính là cái cục này. Nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có 2e mũ x chia 2. Như vậy, chúng ta sẽ có u nhân với lại v. Có cộng từ 0 cho đến 2. Trừ cho tích phân du nhân v, chúng ta sẽ có 2 nhân 2 là 4. E mũ x chia 2 dx. Như vậy, nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có 2 e mũ x chia 2 và có cộng từ 0 cho đến 2. Bây giờ chúng ta thế số 0 và số 2 vào. Tiếp tục đây là trừ 8 e mũ 2 chia 2 cộng với lại 8 e mũ 0 chia 2. Thì chúng ta thấy rõ ở đây là có số 8. Ở đây số 1, ở đây số 0, ở đây là số 1, ở đây là số 0. Như vậy 8e trừ 8e là 0. Như vậy chúng ta sẽ còn lại số 8 thôi. Như vậy chúng ta quay lại cái cục này. Thì chúng ta biết rằng tích phân từ 0 đến 2 của fx để đó cho sẵn là số 7. Thì chúng ta sẽ có số 7 ở đây. Sau đó chúng ta có dấu trừ. Thì ở đây chúng ta sẽ có trừ 1. Như vậy 7 trừ 8 bằng trừ 1. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.